Dạ em chào các chị và các bạn. Hôm nay em lên clip đồ nghề nha các chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em, các chị nào chuyển khoản em bao ship và ship code thì các chị vui làm gửi phí vận chuyển ạ. Em tên Nương, số thọ của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các chị. Rồi em vô cái mã số 1 luôn nha. Mã số 1 là em có một cái cây thước kẹp này nha các chị. Cái thước kẹp này nó chỉ có 100mm ha, nhưng mà hàng mới chưa sử dụng nha các chị, hàng còn mới tinh luôn. Đó thì cái hình thức của nó đây, mũi như vậy nha. Mũi mới tinh như vậy luôn nha các chị. Đó. Của MitoToYou Made in Japan. Đó. Đẹp luôn, không có bị một cái gì hết. Mũi rồi đẹp hết, không có bị trài xước, không có bị dấu vân tay rồi gì luôn nha. Về em kiểm tra rồi cầm vô ấy, nó dính cái mồ hôi tay thôi chứ ngoài ra nó không bị gì hết ha. Hình thức hai bên MitoToYou Made in Japan 100mm. Cái này đo lỗ bằng cái con ốc, cái chân chân tròn ha. Rồi mã số 1 nha các anh chị, có cái bọc như vậy luôn. Mã số 1 470.000 nha các anh chị, 470, cái này mới. Rồi tiếp theo là mã số 2 là một cái cây cắt đinh cắt kẽm nha các anh chị, kẹp ma dớ rồi nè. Cây này cây của cây 3 nha các anh chị, cây 3 da ben. Thì cây này hình thức của nó là em đo chiều dài 16 nha các anh chị. Cái bản rộng này là 25 mm, bản này là 25 mm nè. Đó thì cái cây này người ta có sử dụng rồi nhưng còn đẹp lắm luôn nha, không có bị gì hết nha các anh chị. Đó, cán tay cầm được cũng đẹp, không có rách gì hết. Em sẽ cắt thử cho các anh chị mình xem. Cái này mình cắt đinh cắt kẽm được ha. Cắt gì thì ngọt ngay à. Rồi cái này mã số 2 200 nha các anh chị, cho cây kìm cắt, cây kìm rút đinh đồ này kia của cây ba da ben. Rồi mã số 2 200. Tiếp theo là mã số 3 nha các anh chị. Mã số 3 là một cái cây kìm phe. Cây này của KTC nha các anh chị, KTC. Đó. Thì cây này mũi còn đẹp lắm luôn nha. Cán thì nó hơi chài chài sơ sơ chút thôi chứ không có rách nha các anh chị, còn đẹp luôn. Cây này chiều dài của nó là 18 nha các anh chị, chiều dài của nó 18, kìm KTC. Mũi đẹp. Rồi mã số 3 150.000. Tiếp theo là mã số 4 là một cái cây kìm cắt này. Cây này đẹp lắm nha các chị. Cây này lưỡi cắt rồi còn đẹp lắm. Có một cái nó bị rách, cắn ở đây. Cắn ở đây nha các chị. Đó, em sẽ quay kỹ nè. Cắn còn ngoài ra là cái cắn rồi còn đẹp luôn. Lưỡi cắt còn ngon lành luôn, không có bị gì hết. Thì cái cây này nó chiều dài của nó là 18 năm nha các chị. Đây em sẽ quay kỹ nha. Đó. Cắn này chút xíu này, rách sơ sơ chút xíu dưới đây nữa nè. Thì cây này các anh chị nào mình làm bonsai rồi mình cắt kẽm rồi ngon lành nha. Cắt ngọt ngay luôn. Rồi cây này chiều dài của nó 18 năm nha các anh chị. Mã số 4 160.000. Tiếp theo là mã số 5. Là một cái cây này. Cây này của Mary nha các anh chị. Cây này đầu lưỡi rồi còn đẹp. Cái cắn thì nó cái vỏ nhựa này nó cũng trài trài như vậy nha các anh chị. Nhẹ thôi, không có bị rách nha. Có cái vỏ nhựa thì nó cũng cắn cắn thôi chứ không bị rách. Cái này chiều dài của nó là 16 nha các anh chị. Chiều dài nó 16. Cắt ngọt. Đây lưỡi như vậy. Cắn. Chiều dài 16. Mã số 5 nha các anh chị. 120.000. Tiếp theo là mã số 6. Là một cái cây kìm này của Beth nha các anh chị. Logo nội địa Nhật này. Cây này cắn đẹp nha các anh chị. Cây này cắn đẹp không có rách. Cũng có trài sơ sơ chút. Ở lưỡi cắt, cây này có lỗ tuốt nha các anh chị. Cây này có một lỗ tuốt. Cắt ngọt ha. Rồi cây này chiều dài cũng 16 nha các anh chị. Mã số 6. 100. Cây này 100 ha. Mã số 6 100.000. Tiếp theo là mã số 7. Là cái kìm cắt xéo này nha các chị. Cái này cắt xéo này nó có gờ ráp nha các chị, ráp mà hiệu con cá này.
Thì cây này xéo như vậy hả, lưỡi đồ còn đẹp nha các anh chị, không có mẻ. Cây này cắn đồ cũng còn ok, nhưng cây này nhỏ nha. Cây này chiều dài của nó là 13 nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó 13. Cắt ngọt lắm. Lưỡi cắn. Rồi mã số 7 nha các anh chị, 70.000. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cái cây kiềm cắt này của hàng của Japan nha. Cây này cắt lưỡi mỏng nha các chị, lưỡi còn đẹp lắm luôn này. Cây này mới lắm. Đó. Cây này thì chiều dài của nó đây, em đo chiều dài hả? Chiều dài của nó là 11 nha các chị, chiều dài của nó là 11. Để các anh chị mình cắt nẹp cắt đồ hả? Cắt chân linh kiện luôn. Cây này cái tay cầm êm tay lắm này. Rồi mã số 8 nha các chị, 80.000. Tiếp theo là mã số 9. Là một cái cây kiềm này, cây này của Hoyan á. Cây này của Hoyan nha các chị, cây này thì mình tuốt được dây điện lớn nha. Cây này cán của nó này, cái màu của nó màu xanh á. Không có rách, cán không có rách gì hết. Cây này thì khi các anh chị mình tuốt này thì mình tuốt được dây lớn nhất là 2.6 ly, 2 ly. Và dây nhỏ nhất là 0.8 nha các chị. Đó, 0.5, 0.8, 1.2, 1.6, 2 chấm và 2.6 của Hoyan nha các chị. Đó, cây này thì các anh chị mình tuốt này. Cây này cắt ngọt lắm nha, lưỡi cắt cắt ngọt ngay luôn rồi. Còn cái dạng cây này tuốt nhanh lắm ha. Đó, mình tuốt nhanh lắm. Đây. Đó. Mình tuốt cái dài ngoạn ngoạn chút này. Đó. Cắt ngọt luôn ha. Rồi cây này còn đẹp á, đầu còn đẹp lắm nè. Đó, mình khóa lại như vậy. Rồi cây này thì hình thức của nó đây. Chiều dài của nó là 16 nha các anh chị. Mã số 9, 120.000. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cái cây mỡ mỡ răng cưa nha các anh chị. Hiệu của nó Somat nè. Cây này thì hình thức của nó đây. Mình mở từ 4 tới 12 nha các chị. Mình thích mở cái số nào mình mở. Những cái cưa mà lưỡi carbon á thì các anh chị mình mở nhẹ nhẹ thôi nha. Mình mở mạnh quá nó gãy răng nha các chị. Máy cưa carbon thì mở cửa số 10, số 4, số 5 gì. Đó. Tùy theo mình về mình canh rồi mình mở á, khi mình canh như vậy nè. Đó, cái mình khóa lại. Mình canh tới cái số mà mình muốn mở răng á, cái mình khóa lại, mình mở nguyên cây nó sẽ bằng cái răng giống nhau luôn. Rồi cây này chiều dài của nó là 16 nha các anh chị. Cây này của Somat còn đẹp lắm nha. Mở răng cưa. Mã số 10, 170.000. Tiếp theo là mã số 11 nha các anh chị. Mã số 11 là một cái cây cưa này, nó có cái chữ như vậy nha các anh chị. À, cái cây này cây căng á, cái căng nha các anh chị. Ra ba lai thì cái cây này nè, cái căng này căng được 10 kg nha các chị. Khi các chị mình kéo này, em kéo không hết 10 kg, không có hết nha các chị. Đó. Em kéo cỡ 4-5 kg vậy thôi đó nha. Thì hình thức của nó là như vậy. Khi các chị mình muốn móc cái dài vô đó thì mình sẽ kéo cái này xuống, cái mạnh này xuống, cái mình móc vô đây, cái mình thả ra cái hai dài, cái đồ nằm đây mình căng á, mình kéo xuống. Rồi thì cái cây này là căng 10 kg nè, nó có cái hàng chữ ở đây đỏ mà trài rồi nha các chị. Còn cái dây quay này đó, còn cái con ốc này nè, hai con ốc này thì cái này là người ta đã gắn một cái con ốc lô bên này rồi nha các chị. Thì bên này Erin nè, còn bên này lô nè. Hình thức của nó là như vậy. Cái căng này khá chắc chắn nha các chị, bằng thép bằng đồ chắc chắn lắm. Căn này căn 10 kg, để em đo chiều dài rồi các anh chị mình bỏ vô cốp xe được ha. Chiều dài của nó là 22 nha các anh chị. Mã số 11, 230.000. Tiếp theo là mã số 12 là một cái chân gắn. Cái chân gắn đầu khẩu nha các anh chị, mình gắn được khẩu 3/8 ha. Gắn 3/8 nè. Hình thức của nó mình gắn 3/8. Thì cái chân này gồm có một cái tay này. Cái tay này tròn cũng đẹp lắm nha các chị. Đó. Chân gắn đầu khẩu này nó gồm có 2, 4, 6, 8, 10, 10 cục nha các chị. Để các chị mình gắn được 10 cục đầu khẩu 3/8. Rồi mã 12 nha các chị, 130.000. Tiếp theo là mã 13.
Cái cây này cũng 3/8 nha các chị, mà cái này là của KTC ha. Cái cây này của KTC nè, nhưng mà nó không có hai cái đầu này nha các chị. Hai cái đầu này nó bị tuột mất tiêu rồi, không còn cái hai cái chân để các chị nhái gì mình chế lại ha, mình chế lại thôi. Đây thì hình thức của nó cũng 2, 4, 6, 8, 10 cục nha các chị, để mình gắn cái chân 3/8 này. Đó. Đáng lẽ nó có hai cái chân gắn hai bên nhưng mà cái này nó tuột mất rồi nha các chị. Đó. Là mình gắn được 10 cục khẩu 3/8. Rồi mã 13 nha các chị, 130.000 luôn. Tiếp theo là mã 14. Mã 14 là một cái cây lược, lược chảy chó nha các chị, chảy Dogman nha các chị, da ben. Thì cái cây này nè, phần bên này là răng lớn này, phần này răng nhuyễn này. Còn đẹp lắm nha các chị. Đó, cây chảy lông chó, lông thú cưng, chó mèo. Còn đẹp luôn. Cây này cái phần hình thức chảy của nó là chiều dài của nó là 15 nha các chị. Mã số 14, 80.000. Tiếp theo là mã 15, là một cái đầu chuyển. Cái đầu chuyển này là KTC mới tinh như vậy luôn nha các chị. Chuyển từ 1/2 xuống 3/8 ha. 1/2, 3/8 mới đẹp luôn. Mã 15, 100. Tiếp theo là mã 16. Mã 16 thì chuyển từ 3/8 lên 1/2 nha các chị. Cũng của KTC luôn. 3/8 lên 1/2 cũng mới tinh luôn ha. Đó, không có trài xước gì hết. Rồi mã 16, 100 luôn. Tiếp theo là mã 17, là cái lắc léo này 1/2 của KTC. Thì nó có hơi trài trài nhẹ nhẹ chút xíu như vậy nha các chị. Chắp xi nhẹ xíu à. Đó, chắp xi sơ sơ à. Cái đầu bi đồ còn đẹp lắm nha. Cái này lắc léo 1/2. Còn cái này còn đẹp. Rồi mã 17 ha, 80.000. Tiếp theo là mã 18, là có hai cái mũi vít này BH1 nha các chị, của Evercell Japan. Mũi cho mấy mấy bên vít nha. Đó. BH1 nha các chị, BH1 của Evercell. Chiều dài 65mm, dương 1. Evercell. Rồi thì cái này máy băng vít hai cái mũi này 40.000 nha các chị, mã 18. Tiếp theo là mã 19. Mã 19 là một cái búa đồng này. Búa đồng này thì đã gò lại rồi, đã mài sửa đẹp rồi nha các chị. Đó, búa đồng này đường cái này nặng của nó là 500g nha các chị, chiều dài của nó là 29, đường kính đóng của nó là 28 nha các chị, 28 ly. Đó, đẹp rồi nha các chị, búa tạ mini. Để các anh chị mình gõ lóc máy rồi ha. Cán rồi đẹp. Rồi mã 19, 380.000. Tiếp theo là mã 20 nha các chị, mã 20 là một cái bộ vít vách xeo này. Bộ vít vách xeo này nha các chị. Đây thì hình thức của nó này, nó còn có một cái mũi chân và một cái mũi nhọn, một cái mũi trừ 4, một cái mũi trừ 6, một cái mũi là 5.5 và một mũi dương 1 nha các chị, BH1. Thì gồm có là 5 cái mũi như vậy nha các chị, 5 cái mũi này. Cái này thử điện được và các chị mình làm như một cây vít bình thường được luôn nha. Chân được còn đẹp này. Hả? Rồi 5 cái mũi và một cái cán, khi các chị mình muốn gắn vô, mình xìu cái gì thì mình gắn mũi nhọn ha. Đó, mình xìu cái gì thì mình gắn mũi nhọn, hoặc là mình xài mỡ ốc trừ nhỏ thì mình gắn nhỏ, trừ to mình gắn to được. Đó, rồi gắn vô như vậy. Đó, hoạt động được ok hết. Rồi cái này, cái bao của nó này, 3 mũi, à, quên, 5 mũi ha. Thì cái bao này nha các chị, cái bao này nó có rách chút xíu đây ha, có rách chút xíu, em dán bằng keo thì rách chút xíu à, nhưng còn đẹp lắm luôn. Rồi mã 20 nha các chị, 200. Tiếp theo là mã 21, là một cái cây vít này, cây vít gấp ốc này của Sinblack nha các chị. Sinblack này, cây này mình gấp được ốc không, mũi của nó là BH2, còn mới tinh như vậy luôn nha. Đây mình gấp được ốc như vậy đó, gấp ốc lên giữ ốc ha. Cây này cây giữ dặn ốc, giữ ốc luôn. Xin Black này, cây này đẹp lắm luôn nha. Cây này chài chài cái đây chút xíu thôi chứ mà còn đẹp lắm, mũi BH2 còn đẹp luôn.
Thì cái cây này hình thức của nó là 25 nha các chị, chiều dài của nó là 25. Mã 21 150.000. Tiếp theo là mã 22 là một cái cây chít lắc này. Cây này thì nó có cái chữ như vậy thôi nha các chị. Đây. Thì mình sẽ lắc nè, hả? Chít lắc tự động nha các chị. Như dưới này nó có cái chữ lắc tự động nha. Đó mình sẽ quay quay cái này đó thì mình sẽ lắc nè. Để chính giữa là một cây vít bình thường mình quay qua này, hả? Cây này mình dùng mũi vít là 6.35 ly nha các chị. Dùng mũi vít 6.35 ly. Mình sẽ gắn vô đây và mình quay ha. Rồi mũi vít 6.35. Rồi mã số 22 80.000. Tiếp theo là mã 23 nha các chị. Là một cái cây vít này của Annette này, Made in Japan này. Mũi của nó là mũi đa năng nha. Một cây vít trừ 6 và một mũi này, mũi đa năng B1, B2, B3 mình xài được hết luôn. Cắn được còn đẹp lắm luôn. Mình gắn vô này. Đó. Để chính giữa là một cây vít bình thường nha các chị. Đây. Rồi. Cây này thì chiều dài của nó là 12 nha các chị, mã 23 120. Tiếp theo là mã 24 là một cái cây vít một cái cây vít này, vít đóng này mà còn mới đẹp nha các chị. Cây này vít đóng của nó là BH3, chiều dài của nó chắc 30 điểm rồi. Chiều dài 30 nha các anh chị, BH3 chiều dài 30 của Vercel. Còn đẹp luôn. Đó, BH3 ha. Cắn đồ đẹp, mũi đồ còn ngon lành nha các anh chị. Rồi mã số 24 150. Tiếp theo là mã 25 nha, là một cái cắn này. Cắn này là của Tone Japan nha các chị, Tone Japan này. Cái cắn này thì để các chị mình gắn cái đầu khẩu 1/4 nha các chị. Mình gắn 1/4 này, tay đi kèm với cái khẩu 1/4 luôn. Số 8 nha các chị. Đây đi kèm cái khẩu 1/4 số 8 luôn. Đó, đầu bông. Ủa cái này đầu lục giác nha các chị. Đầu này đầu lục giác ha. Số 8 đầu lục giác nha, mình gắn vô đây luôn. Hả? Hả? Thì cái cây này khi các chị mình gắn luôn cái khẩu như vậy, chiều dài của nó là 15 nha. Còn khâm của nó là 14 này, của Tone. Đó, Japan. Rồi mã 26 nha các chị. Cây này mình gắn 1/4 nha các chị, mã 26 100. Tiếp theo là mã 27. Mã 27 là một cái cây này, cây này đẹp lắm, cây này của Super Tone. Đó. Super Tone nó có số 8 và số 10 nhưng mà nó đẹp lắm luôn này. Phiên bản này nó đẹp chịu. Thì cây này 8 và 10 nha các anh chị. Đó, mới tin luôn như vậy ha. Super, chiều dài của nó là 13. À, em sẽ quay kỹ cho các anh chị mình xem. Super Tone chiều dài 13, mã 27 nha các anh chị, 60.000. Tiếp theo là mã 28. Là một cái cây cờ lê này của Microtone nha các chị. Cây cờ lê này của Microtone phiên bản giới hạn gì sao á. Cái này của KTC nha các chị. KTC 12 mới tinh, chưa sử dụng luôn này. Đó, trắng bóc hả. Cái này số 12 của Microtone, chiều dài của nó là 16. 150.000, mã 28 nha các chị. Tiếp theo là mã 29. Là hai cái cờ lê này nó có số 12 và 13 nha các chị, mới tinh luôn ha. Đó, mới như vậy luôn, chưa sử dụng, mới đẹp lắm nha. Không trài xước gì hết nha các chị. Hai cây này thì 12 và 13 của KTC. Trời, hai cây này là mã 29 170.000 ha. Tiếp theo là mã 30, là một cái cây cờ lê này của KTC cũng mới luôn ha. Mới tinh nha các chị. Cây này thì 7/8 KTC, vòng đẹp luôn. Cây này 7/8 nha các anh chị, số phần thì in. Chiều dài của nó là 28-29 nha các chị. Chiều dài 29, 7/8. Rồi mã 30-100. Tiếp theo là mã 31. Là một cái cây này của KTC, mở rất co nha các chị, mở rất co. Cây này thì nó có số 10 và 12, cũng còn đẹp luôn. Mở lục giác, mã 31, 80.000. Tiếp theo là mã 32 nha các anh chị. Mã 32
là một cái cây cần tự động này, cây này đẹp lắm, hiệu Hit nè, mới tinh như vậy luôn nha các chị, mới luôn này. Đó, logo nội địa Nhật, hiệu Hit ha. 12.7 là 1/2 nha các anh chị, còn chiều dài của nó là 25 sen nha các anh chị, chiều dài là 25 sen, đầu bi rồi còn đẹp luôn, nước ram rồi đẹp nha các anh chị, không bị gì hết, hoạt động ok. Làm ngon lành ha. Đó, cây này thì 1/2 nha các anh chị, 1/2 đẹp lắm luôn, không có trài xước gì hết, của hiệu Hit, logo nội địa Nhật. Rồi cây này mã 32 nha các anh chị, 250.000, đẹp lắm. Rồi mã số 33 nha các anh chị, 33 là một cái tay nối dài, tay này chiều dài của nó là 25 sen, của tớp nha các anh chị, của tớp này, chiều dài 25 sen của tớp ha, khẩu là 1/2. Đó, đầu đồ còn đẹp nha các anh chị, đầu đồ còn ngon lành luôn nè, đầu bi rồi đẹp hết ha, cây này còn ok, của tớp đây, em quay kỹ nè. Ra mã 33 nha các anh chị, 130.000. tiếp theo là mã 34. 34 là một cái cây này, cái cần tự động này nha các anh chị, cái cần tự động này không có chữ, cái cần tự động này nha các anh chị, thì cái hình thức của nó là như vậy. Khi các anh chị mình đó, hình thức của nó như vậy nha các anh chị, đó. Qua lại nè, đó, nó cái đầu của nó là 3/8 nha các anh chị, tự động mình chỉ có quay qua bên này, quay qua bên này thôi ha. Đó, thì cái này là 3/8 nha các anh chị, qua lại thôi, nó có chấp xi như vậy. Cái này nhỏ ha, chiều dài của nó là 10 sen nha các anh chị, 3/8 chiều dài 10 sen, để các anh chị mình gắn góc hẹp đồ á, nó có cái chữ nè, hiệu xét nha các anh chị, đây có chữ hiệu xét ha, nó hơi mờ xét tôn nè, mở qua lại nha. Đây mình cái chữ này mình nghiêng mới thấy nha các chị, đó, xét tôn. Ra mã 34 á, 120.000. Tiếp theo là mã 35. 35 là một cái cây cần này, cái tay này tay nối ngắn nha các chị. Tay nối ngắn của tớp ha. Có chỗ này là do nó ẩm lâu ngày á, nó bị trài xi thôi, chứ còn ngoài ra cây này còn mới tinh nè. Đó. Nó ẩm chỗ này tráp xi nha các chị. Cái khẩu của nó là có lắc léo nhẹ nha. À, cái đầu này có lắc léo nhẹ nha. Chiều dài của nó là 7 sen rưỡi nha các chị. Đầu bi đẹp lắm, chỗ này nó ẩm chút xíu thôi. Rồi mã 35 nha các chị, 60.000. Tiếp theo là mã 36. Cái này là khẩu của nó là 3/8 nha các chị, của tớp. Cái này mới tinh luôn, không có bị chấp xi, chấp sơn gì hết. Đó, cái này thì chiều dài của nó chỉ có 5 sen rưỡi. Em đo lại. 5 sen nha các chị, của tớp 3/8 nha. Cái này mới tinh, không chấp xi, không gì hết nha các chị. Cũng có lắc léo nhẹ nè, cái đầu này đầu nối ngắn 5 sen, chiều dài của nó 5 sen, mã 36 70.000. Tiếp theo là mã 37 là một cái đầu bắn vít, cái chân bắn vít ra bu lông 3/8 nha các chị, cái này là 6.35 ly ra 3/8. Đó. 6.35 ly ra 3.8 ha. Ra 3/8 thì 1/4 ra 3/8 nha các anh chị, không có chữ ha, không có chữ gì hết. Rồi mã 37 50.000. tiếp theo là mã 38 em có ba cái cục này, ba cái cục này là của KTC nha các anh chị, hai cái cục này thì đẹp nè, đó, đầu lục giác ha, cây này dài lắm nha. Cái này chiều dài của nó là 6 sen rưỡi nha các chị, 6 sen rưỡi này. Nó cũng có cái lớp chấm chấm một chút. Còn cái cây này nó hơi đen đen chỗ này chút xíu nha các anh chị. Đó. Có cái đen này, KTC 14 này, thì tất cả những cái số như vậy nè, nó có là 12, 13 và 14 nha. Ba số 12, 13, 14. Đầu trên này thì đẹp á. Chỉ có cái cây đây hơi trài xi chút xíu thôi. Chiều dài của nó 5 sen rưỡi, 6 sen rưỡi chứ.
mã 36 160.000. Khẩu này là khẩu 3/8 nha các chị. 36 160. Tiếp theo là 37. 37 là ba cái cục này nha các anh chị, ba cục này thì còn đẹp nè. Ba cục này cũng 3/8 nha các anh chị. Nó có số 8 nè. Số 10 và 17 nha, 8 10 và 17 nha các anh chị. Đây dưa dưa. 8 10 và 17. Ba cục này cũng 160 luôn nha các anh chị. Ba cục này 160 luôn. Rồi có số 8, 10 và 17 nha các anh chị. Đó, đầu lục giác luôn, nó cũng hơi tróc xi nhẹ nhẹ nha các anh chị. Đó, trài 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 cái đầu chút xíu à. Rồi ba cái cục này là chiều dài của nó. 5,5 cm ha. Rồi mã 37 160.000 luôn. Tiếp theo là mã 38. Và mã 25. Mã 25 đây. Mã 25 đây đục chốt 3 ly. 80.000. Đây. Đục chốt 3 ly của một Cuba. Đó. Ba bảy rồi, tiếp theo là mã 38. 38 là hai cái cục này. Hai cục này cùng một cái hiệu là Microtone nha các anh chị. Đây Microtone này. Cái cục ngắn đây là số 19 nha các anh chị. Đó, số 19 đầu bông. Còn cái cục dài đây là số 17 đầu lục giác. Số 17 đẹp ha. 19 thì ở ngoài này nó hơi vần vần chút thôi chứ cũng đẹp nha các anh chị. Chiều dài của nó là 5,5 cm. Cục ở đây 3 cm. Cục này 5,5 cm, một đầu dài, một đầu ngắn nha các anh chị. Số 19 và số 17 đây. 19 và 17. Đó. Đều cũng của Microtone. Cái này là KTC nha các anh chị. Đó KTC. Rồi mã 38 120.000. Tiếp theo là mã 39. Là cái đầu này của tớp số 17 nha các anh chị. Tớp số 17. Đầu bông. Chỗ này hơi trài xi thôi nha các anh chị. Trài cái miệng trên đây thôi. Chứ còn đầu đây còn đẹp lắm. Quên đầu này đầu lục giác ha. Đầu bông bự chứ không thể lục giác. Đó. Như vậy nha. Thì cái cây này là số 17 nha các anh chị. 17 chiều dài của nó là 7,5 cm. Đầu bông. Rồi mã 39 nha các anh chị. 70.000. Tiếp theo là mã 40. Mã 40 là một cái, tiếp theo là cái mã cuối cùng này nha các chị. Mã cuối cùng là một cái cặp cảo đây. Cặp cảo này chiều dài của nó là 250, bản rộng đó là 120 nha các chị. Của tớp đẹp mới tinh luôn. Loại này là loại dài nha các chị. Loại này loại nặng lắm. Cái loại mà dài thì các anh chị mình kẹp đồ nặng á, sắt thép rồi nha các chị. Chiều dài của nó là 250, rộng là 120. Không có bị rỉ sét, không bị gì hết nha. Cặp này còn đẹp luôn. Rồi mã số cặp cảo nha các chị, 550. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây. Chúc các anh chị buổi chiều vui vẻ ạ.